ảnh duy nhất Phi Nhung xuất hiện cùng con gái rụt và chồng cũ. Dù có sự nghiệp ca hát thành công lẫy lừng, là một ngôi sao hạng A, nhận nuôi 23 người con, nhưng cố ca sĩ Phi Nhung lại rất kín tiếng trong chuyện đời tử. Dù hạ sinh con gái rụt là Wendy Phạm từ năm 1992, nhưng cô chỉ mới công khai vào năm 2017. Ngay sau đó, thông tin về con gái cũng như chồng của nữ ca sĩ được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Mới đây, hậu tang lễ của cố ca sĩ, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh phi nhung tham dự lễ tốt nghiệp của con gái ruột wendy phạm đáng chú ý trong bức ảnh chụp kỷ niệm ngày vui của con anh phạm trung cha ruột wendy cũng xuất hiện cả ba người tươi tắn cùng chụp ảnh trong lần hiếm hoi chia sẻ về người cũ phi nhung đã dành nhiều lời khen cho cha của con gái tôi luôn nói con rằng ba con rất hiền lành tốt bụng chỉ là ba và mẹ không có duyên ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát vậy thôi nhưng con thì phải tôn trọng ba tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy. Những ngày qua cha ruột Wendy cũng luôn túc trực cùng con gái lo liệu cho tang lễ của Phi Nhung ở Mỹ. Cha ruột Wendy nghẹn ngào nói lời cuối cùng với Phi Nhung. Sau tang lễ trang trọng hàng nghìn người đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung về nơi yên nghỉ. Cha ruột con gái Phi Nhung đã chia sẻ hình ảnh mới về nơi anh và con gái yêu đang sinh sống tại California. Anh cho biết bây giờ thì mình và Wendy tạo lập lại cuộc sống mới khi nhận ra đang thiếu gì đó trong cuộc sống cảm ơn em đã để lại giọng hát thật ngọt ngào và trái tim ấm áp cho các con một người hết lòng vì mọi người cầu chúc em ra đi thanh thản nhé anh cảm ơn em đã cho anh bé wendy trong khi đó wendy phạm con gái cố ca sĩ đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân cô không khỏi bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho mẹ mình wendy dành lời cảm ơn tới các y bác sĩ tại bệnh viện gia an và bệnh viện trợ giấy đã chữa trị cho mẹ các sư thầy tăng ni và bạn bè gần xa đã tới lễ viếng không chỉ vậy, Wendy cũng bày tỏ sự biết ơn tới vợ chồng Việt Hương Hoài Phương, trung tâm Thúy Nga đã giúp mẹ con cô được đoàn tụ. Trong lúc tăng ra bối rối có điều gì sơ xuất, gia đình cô mong nhận được sự cảm thông từ mọi người. Cuối cùng, con gái giọng ca bậu ơi bọc bạch. Bao nhiêu lời nói cảm ơn cũng không thể nào đủ nên xin cô chú nhận nơi con một cái cúi đầu tạ ơn. Trong lúc tăng ra bối rối, có điều gì sơ xuất, con và gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ từ mọi người. Lời xin cuối cùng của con là, mẹ con đã về với Phật, con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ. Ê e nhỉ. Trước đó, gia đình Wendy đã bày tỏ mong muốn lấy số tiền mà mọi người quyên góp trong lễ viếng vào quỹ từ thiện phi nhung Wendy phạm để cô tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ mình đang làm giang dở. Điều này khiến không ít khán giả nghẹn ngào, xúc động. Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác Lan xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi Wendy Phạm cho biết. Cho cốt của cố Ca sĩ Phi Nhung sẽ được đưa về Việt Nam một lần trước khi giải súng biển theo di nguyện của người quá cố. Wendy Phạm cho biết sẽ thực hiện theo tâm nguyện của mẹ. Tâm một, 2 năm nữa sẽ đưa cho cốt cố Ca sĩ Phi Nhung về thăm những nơi thân quen ở Việt Nam. Sau khi tổ chức lễ tang nghiêm trang vào hôm 12 tháng 10 tại Mỹ, cho cốt cố Ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại tỉnh xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Đây cũng là nơi sẽ xây dựng trường học Việt ngữ từ quỹ từ thiện của cố ca sĩ Phi Nhung và con gái Wendy Phạm. Trong buổi livestream tưởng nhớ cố ca sĩ bông điên điển, con gái ruột đã tiết lộ tâm nguyện đặc biệt của mẹ ruột. Con muốn để mẹ ở chùa khoảng một năm, con biết mẹ không thích ở một nơi và rất thích đi biển. Con cứ nhớ mẹ nói muốn giải ở biển nên tầm một, hai năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó, con sẽ đưa mẹ đến hawaii làm lễ giải cho cốt và cho mẹ nằm lại ở đó wendy phạm nghẹn ngào chia sẻ không chỉ thực hiện đúng tâm nguyện về nơi an vị con gái cố ca sĩ phi nhung hứa sẽ tiếp tục hành trình làm thiện nguyện của mẹ đồng thời wendy phạm cũng nhận trách nhiệm quan tâm chăm sóc các em nuôi ở việt nam để mẹ được yên lòng ở thế giới bên kia wendy phạm cùng cha ruột thực hiện di nguyện của phi nhung xây trường học việt ngữ tại mỹ sau tang lễ, Wendy đã cùng người thân đến tỉnh xá Giác An tại California khảo sát và thực hiện các thủ tục xin phép mở trường. Theo lời của cha Wendy thì số tiền xây trường khoảng 700 đến 800 nghìn đô la Mỹ. Chùa đã quyên góp trước được 300 nghìn, cộng thêm số tiền quyên góp của Wendy và các Phật tử hiện nay đã đủ xây trường học. Sau khi mẹ của con gái ra đi, anh John Ý Phạm cũng vô cùng đau buồn và có nhiều lời nhắn gửi đến Phi Nhung. Phi Nhung, em đừng đi vì còn gia đình đang chờ em gia đình là tất cả chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng vẫn chỉ có một nơi để trở về đó chính là gia đình chắc hẳn khi nhắc đến hai từ gia đình mọi người sẽ nhớ về hình ảnh của người mẹ thân yêu tần tảo sớm hôm vất vả lo lắng cho chúng ta từng miếng ăn giấc ngủ wendy và ba mong mẹ về nơi chín suối an nghỉ cuối cùng con và ba hứa sống thật tốt mẹ nghỉ ngơi đi con và gia đình mình sẽ ok thôi mẹ con sẽ cố gắng hơn nữa mẹ ạ xin chào mọi người, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cầu nguyện cho mẹ và cũng chúc cho Wendy nữa. Số tiền quyên góp cực lớn trong tang lễ Phi Nhung được dùng làm từ thiện. Sau khi tang lễ của mẹ hoàn tất, con gái Phi Nhung đã có chia sẻ mới nhất về số tiền phúng điếu. Còn không thể nói nên lời trước tình yêu thương mà mẹ con đã nhận được. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình con. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để mẹ con tiếp tục công việc từ thiện. Wendy cũng chia sẻ di nguyện cuối đời của Phi Nhung. Cô ca sĩ luôn muốn xây dựng một trường học dành riêng cho trẻ em gốc Việt ở Mỹ, để các em dù có sinh ra lớn lên ở nước ngoài thì vẫn có nơi để học tiếng Việt, vẫn có thể sử dụng tiếng Việt trôi chảy và không quên tiếng mẹ đẻ. Wendy cho biết, toàn bộ số tiền phung điếu nhận được sẽ góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung Wendy Phạm để xây trường học ở Mỹ và giúp nạn nhân COVID-19 tại Việt Nam. Tổng số tiền sẽ được chia đều cho hai nơi. Trong tang lễ Phi Nhung có trưng bày 30 bức hình của cô chụp trong nhiều thời điểm khác nhau. Những bức hình này được gửi tặng tới các khán giả. Mạnh Thường Quân đã quyên góp ủng hộ quỹ Phi Nhung thay cho lời cảm ơn từ cố ca sĩ. Có mặt trong lễ tang, Việt Hương chia sẻ số tiền các nghệ sĩ ở Việt Nam gửi mua vòng hoa được cô làm tròn lên 5.000 đô la Mỹ và quyên góp vào quỹ từ thiện. Đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ đang sống tại Mỹ đã đến nói lời vĩnh biệt Phi Nhung và ai cũng không cầm được nước mắt khi chia tay một cuộc đời luôn sống hết mình vì người khác đến trước khi ra đi cũng vẫn mong muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ cộng đồng. Con gái Phi Nhung rất cảm ơn mọi người đồng hành hoàn thành di nguyện của mẹ. Giữa ổn ảo tranh cãi, cha ruột quen đi, chồng Phi Nhung tuyên bố nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi. Sau sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung ở tuổi 51, khán giả quan tâm và tranh cãi nhiều nhất là về Hồ Văn Cường và mẹ nuôi lúc còn sống. Nguyên nhân xoay quanh số tiền cắt xê của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm đi hát. Giữa lùm xùm này chồng Phi Nhung, Cha ruột Wendy cũng có động thái mới nhất. Được biết lúc sinh thời Hồ Văn Cường là người con nuôi mà Phi Nhung yêu thương nhất và thường xuyên thể hiện tình cảm, ông ấp hôn con trai trên sân khấu hay bất cứ đâu. Phi Nhung quyết tâm sẽ dạy Hồ Văn Cường thành tài trong sự nghiệp ca hát. Ngược lại sự quan tâm đó vào tháng 6 Hồ Văn Cường lại lộ tin nhắn nói xấu Phi Nhung và than phiền về việc bị mẹ nuôi giữ tiền cát-xê. Sự việc ồn ào khiến Hồ Văn Cường phải lập tức công khai xin lỗi Phi Nhung và khẳng định có người xúi dục và nhất thời giận mẹ la mắng nên mới có thái độ như vậy. Chính những chuyện này mà sau khi Phi Nhung qua đời mọi chuyện lại càng trở nên căng thẳng hơn. Một phía khán giả chỉ trích Hồ Văn Cường vong ơn bội nghĩa, không nhớ công lao dưỡng dục của Phi Nhung. Một phía khán giả bảo vệ Hồ Văn Cường lên tiếng đòi lại tiền từ phía quản lý cố ca sĩ. Sau đó quản lý đã trao lại toàn bộ số tiền của Hồ Văn Cường và gia đình Cường đã dọn ra khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung. Nhưng đến nay tranh cãi vẫn chưa đến hồi kết. Trong lúc này cha ruột Wendy đã đăng tải hình ảnh Hồ Văn Cường bên ông nội Wendy, kèm dòng chú thích: Ông nội đang tìm cháu nuôi. Rất có thể bức ảnh này được chụp lại trong những lần Hồ Văn Cường theo Phi Nhung sang Mỹ lưu diễn và được đưa ra mắt bên nhà nội. Và gia đình cũng xem Hồ Văn Cường như con cháu. Ngoài ra, Wendy con gái ruột Phi Nhung cũng khẳng định, sau tang lễ của mẹ sẽ tính chuyện lo cho các em nuôi ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nhận của mình và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.